một cái ga tàu cao hùng. Nhưng mà ga tàu cao hùng đây bây giờ người ta đang sửa chữa lại nhưng mà vẫn hoạt động bình thường nhé. Mình đi trong cao hùng đây và đi trong Đài Bắc hoàn toàn không nhìn thấy tàu đi tại đâu hết, đều đi dưới hầm, đi dưới hầm.
coi báo chí thiết bị để lo cái này. Đây lúc này bên Rồng Đất đa phần là bên Hoa Liên nhiều. Đại Đông Hoa Liên là bên phía bờ Đông. Bờ Đông mình đi du lịch tất cả 5 ngày đều là phía bên Tây hết. Bờ Tây hết, mình không đi bờ Đông. Nhưng mà có đoàn đi bên bờ Đông rất là đẹp. Ai mà thích những cái cảnh thiên nhiên á đi bên bờ Đông đẹp lắm. Nên nhà mình bây giờ đã đi qua bên bờ Tây rồi, đường sau mà có cơ hội nữa qua bên này đi du lịch đi bờ Đông. Thì bản thân thấy anh này đây cũng thích những cái cảnh thiên nhiên hơn. Nhưng mà bên đó động đất nhá, tối ngủ phải bình tĩnh, động đất thì kệ động đất, mình ngủ thì mình vẫn ngủ. Ngủ luôn. ngủ luôn ha. Như thế anh đây thường xuyên đi qua bên Đài Đông, như bên bờ Đông, bên đó động đất. Vừa mới nằm xuống ngủ 11 giờ, vừa mới nằm xuống ngủ, mới nằm thì anh như này lắc qua. Thời gian mình đi tàu đi tức là thời gian đi khoảng tầm
từ Đài Bắc mình phi về tới Cao Hùng để mà đổ Lâm Đồng. Như đầu người hạ cánh xuống thì mình bên kia mình phải quay về ngay rồi. Thì hạ cánh xuống làm thủ tục ra tới ngoài cũng phải tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ. Thì sáng nay đoàn gia đình nhà chúng ta làm thủ tục khó mà. Vất vả. Mà cũng dễ mà. Vất vả lắm hả? Khó lắm. Con chó hả? Con chọc là mình không đem những cái đồ cắm, không đem thịt là được hết à, không sao. Cho nó ngửi thịt, ngửi đồ cắm. Chó nó ngửi thịt với ngửi bột trắng. Trắng nó mà tôi dịch tả châu Phi. Dịch tả châu Phi. Rất là nhiều những cái dịch tả châu Phi qua bên Đài Loan này bây giờ hoàn toàn là tẩy chay hết, không còn dịch tả châu Phi trong đất nước Đài Loan này nữa. Người ta làm này đây, chia chính phủ Đài Loan làm về cái dịch tả châu Phi này đây rất là chặt chẽ của họ. Như một lần đầu tiên mà qua bên này đây là người ta sẽ phạt 200 ngàn tiền đại tệ. Lần thứ hai nữa nó gấp 10 lần 2 triệu. Phạt xong rồi không chỉ là phạt rồi được nhập cảnh đâu nha, phạt rồi những cái đồ đó bỏ hết rồi không được nhập cảnh nữa, quay trở về. Như người Đài đây mà không đóng tiền phạt vẫn không sao, nó phạt lạnh chứ nó không phạt nóng, nó không phạt ngay lấy tiền lập tức, nó chỉ viết một tờ đơn cho mình xong rồi về phạt lạnh, tự mình đi ngân hàng đi đóng tiền. Nếu mà không đóng thì đây hoàn toàn như ở bên Đài Loan người ta đi làm lương tất cả các thứ đều vô trong sổ hết, nó qua sổ mà nó không ngay tiền của mình trong sổ, hoàn toàn có tiền là bị nhà nước tịch thu hết, khấu hết. Người Đài Loan này đây họ sợ nhất là phạt, sợ nhất là thiếu nợ nhà nước. Nhà nước xiết nợ ghê lắm mà cái gì chứ đừng có làm sai trái với lại mấy ông nhà nước, mấy ông nhà nước nhà ở đây xiết nợ ghê lắm. Cái trường trung học, trường trung học của các con thành tiếng cháu mới phim nhé. Nhà cửa, nhà cửa bên Đài Loan này đây nhà ít có nhìn thấy màu mè kép gấp vôi ve này kia không thấy ha. Nhà mình có ai chú ý nhìn thấy đây nó toàn là ướp đá, nhà bên này ướp đá. Chứ không phải nhà đá đâu nha, ướp đá. Ở đây mưa nhiều, độ ẩm thì như này đây thì mưa nó không có bị ngấm nước á. Sợ những cái tường này nó bị ngấm nước xong rồi lâu ngày nó bị móc ở bên trong. Nhà bên đây đa phần người ta là như vì Đài Loan này đây nhập đô hộ 50 năm thì những cái nhà họ đều là những cái nhà gỗ hoặc là tủ này kia, họ là ép sát vô tường để mà chống cái không gian, chống cái không gian. Đây, nếu mà bị ẩm rồi những cái gỗ này kia nó lên có những cái con gì trắng trắng, con mối hả, con mèo kiến trắng, con mối nó lên con mối. Một khi mà có một con mối như thế này đây nguyên một tòa nhà chỉ một năm thôi là nó ăn sạch hết. Đây nhìn nhà Đài Loan đây nó cũ cũ, nó không có mới mẻ, không có đẹp.
người đi làm, có người nhận thư rồi nhận những cái này kia, già cả rồi chân yếu hoặc không đi cầu thang được nữa thì đi thang máy về, là có thang máy đi lên tới trên. Như những cái nhà chung cư, đa phần chung cư mới thì ở bên trên đều có là hồ bơi, các tiện nghi đầy đủ bên trong đó, hoặc không cần thiết phải mua nhà phố nhà trệt. Nhà phố nhà trệt nhiều khi người ta có nhà nhưng mà lại cho thuê để kinh doanh mua bán, hoặc là đi mua nhà chung cư để mình ở cho nó tiện hơn. Đa phần ở bên này đây người ta thích ở chung cư hơn là nhà. Mà công nhận là casino nhiều hả? Sao cái nó mùi này nó giống mùi xuân heo á.
sống bên này lâu này nay không ăn được nghiện nhá, không ăn nghiện đó, không nghiện đó. À, như ăn quen rồi bây giờ mà cảm thấy ôi trời lâu lâu rồi cái khoảng tầm mấy hôm không ăn đậu thối cái tôi lại đi mua mua một lần vừa mua lẩu vừa mua hấp vừa mua chiên vừa mua nướng nữa. Giữa cái đó với cái mắm tôm thì cái nào mình không hợp? Mắm tôm nha. Mắm tôm hả? Ờ không, ở đây người ta không mắm tôm. Tôi nghĩ cái đậu thối với mắm tôm thì cái nào thối hơn? Mắm tôm cái gì? Mắm tôm ngon mà, trời nói tới mắm tôm cái này lại thèm nè. Mắm tôm. Ôi, cái chó bên này đây mà chó là thú cưng ở bên này đây đó. À, như các bạn lao động qua này đây á. Bên này của bạn chó. Nhưng mà yêu động vật, yêu động vật nhưng mà nhà không có điều kiện mua từng ký được không? Mua lạ không? Ở đây đâu có được bán. Ở đây thú cưng. Ở đây như mấy bạn lao động ở đây này, mấy bạn lâu ngày không được ăn á, mấy bạn thèm. Trời ơi, mấy bạn ở dưới quê, mấy bạn nuôi con chó mẹ, nó đẻ ra cho con nó lớn lên, mấy bạn này này. Đập đầu giết tại chỗ. Rồi dân làng ở đây họ nhìn thấy nè, trời ơi sao mà nó nuôi nhiều chó này. Sao mỗi lần mà cứ nghe chó cắn. Sao vậy? Tối nguyên trong đó bao nhiêu người đây. Rồi dân làng đây họ để ý, họ phát hiện rồi họ đi báo công an tới bắt á. Bắt xong rồi phạt, không chỉ là phạt một bạn lao động đó nữa mà còn phạt luôn cả nhà chủ, phạt luôn môi giới. Xong sau đó bạn đã không được ở lại về lao động nữa, phải đưa về Việt Nam. Nhất nhiều nhất thế giới. Đây là những gì chúng ta sắp tới đây nha. Tối nay mình ăn, biết mình ăn gì không ạ? À?